Xin chào các anh chị, các nhà đầu tư nha. Hôm nay mình đến xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An nha anh chị, để giới thiệu đến anh chị cái lô đất đất ruộng nha. Đất này nằm trong cái khu mà nó quy hoạch SKC đó anh chị. Nè như anh chị thấy nè, ở đây nhà xưởng công ty rất là nhiều nha, nhiều lắm, phía ngoài nữa. Và từ vị trí miếng đất nè, anh chị đi ra quốc lộ 62. Lộ 62 là 1 km nha anh chị. Một km ra đến quốc lộ 62. Thì cái lô đất này tổng diện tích của nó, tổng diện tích nó là 14.000 m2. Cái phần mặt tiền là từ đây nè chị, qua tới bên đây, mặt tiền là được 60 m. Mặt tiền mà được 60 m nha anh chị, 60 m. Và hậu là từ đây vô tới đây, hậu mà được 250 m nha anh chị. Lô đất khá là vuông và đẹp. Thì lô đất này chủ đang chào bán với giá là 10 tỷ 14.000 m2 anh chị. Phần mặt tiền trước đất nè, mặt tiền trước đất có một cái con kênh rộng tầm 20 m. Ở đây nhà xưởng công ty rất là nhiều. Anh chị nào có nhu cầu để mình mua mở công ty nhà xưởng thì lô đất này rất là tuyệt vời nha anh chị. Thì hiện tại cái khu vực này anh chị có thể chạy quy hoạch lên SKC để mở nhà xưởng. Rồi bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha. Anh chị nào có nhu cầu sở hữu miếng đất này thì liên hệ cho mình số điện thoại 0933311176 nha anh chị.